về văn hóa, văn chương, truyền thống và những cái từ ngữ của Do Thái thì chúng ta phải hiểu một cách khác. Nó rất rõ ràng khi chúng ta đi ngược dòng lại và tìm từ nguồn gốc của chúng nó. Cái cụm từ này trong cái bối cảnh này, trong văn chương Do Thái có nghĩa là một cái địa danh theo truyền thống Do Thái, một cái địa danh kêu là như là một cái huyền thoại trong truyền thống Do Thái, là cái chữ Sheol. Sheol đó như là âm phủ của chúng ta vậy. Khi mà nói tới nơi ở vĩnh cửu, chúng ta phải hiểu là trong văn chương chúng ta đó, nó có chữ là âm phủ hay là địa ngục, nơi mà những người ác sẽ phải đến để chịu khổ ngàn thu. Tôi nói như vậy là bởi vì cái cụm từ nơi ở vĩnh cửu này á, nó giống y hệt như cái cụm từ nơi ở vĩnh cửu trong sách Truyền Đạo đoạn 12 câu 5. Tôi đọc câu này để anh chị em thấy rõ nó là như vậy. Ngày ấy đường hơi dốc cũng làm ta sợ, chân bước đi mà lòng thật kinh hoàng. Ngày ấy hoa hạnh đào nở ra trắng xóa, loài châu chấu trở nên chậm chạp nặng nề, trái bạch hoa hết còn hương vị. Bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, bởi vì con người tiến đến nơi ở ngàn thu, tức là nơi sống vĩnh cửu, bên đường đầy những người khóc than ai oán. Hai cái nơi ở vĩnh cửu này nó giống hệt như nhau, viết giống hệt như nhau, cho nên nó có nghĩa như là cái địa danh Sheol, tức là cái đồng nghĩa với lại âm phủ của Việt Nam mình. Còn có ở trong một cái nữa, nhưng mà không có trong Kinh Thánh của chúng ta, chỉ có trong Kinh Thánh của Do Thái mà thôi, tức là trong sách Enoch. Trong sách Enoch cũng có cái chữ Sheol, là cái nơi mà những kẻ ác đến để sống ngàn thu ở đó. Bởi vậy cho nên khi chúng ta hiểu rõ được những ngạn ngữ, những từ ngữ truyền thống và văn chương Do Thái, chúng ta có thể hiểu câu 9 như là cái câu cha mẹ nói lẩy với các con khi chúng hư hỏng. Chúng ta có thể nghe nói như vậy: cứ đi chơi toàn với những cái đứa ngỗ nghịch đi, tụi bay cứ đi chơi với cái tụi băng đảng đi, rồi có ngày sẽ vào tù cả đám đó. Cái câu đó là cái câu cảnh cáo như vậy đó. Chúng ta phải nghe như vậy. Hay là cứ xem tivi nhiều vào đi, rồi lớn lên sẽ đi bán hamburger đó con. Và cứ đi học về là cứ xem tivi đi, rồi lớn lên sẽ đi bán hamburger đó con. Chúng ta bên Mỹ này, chúng ta là người ở bên Mỹ thì chúng ta sẽ hiểu cái danh từ đi bán hamburger là một cái job thấp nhất, phải không? Ít lương nhất. Nhưng mà nếu chúng ta chưa bao giờ ở bên Mỹ, ở Việt Nam chẳng hạn, thấy những người Việt mà được hãng McDonald mướn vào làm cho mấy cái tiệm McDonald thì thấy cũng oai oai đó, phải không? Thấy là khá. Cho nên hiểu người ở Việt Nam không bao giờ qua Mỹ nghe hăm dọa là bán hamburger đó con thì cũng tệ gì lắm, quá sướng, phải không? Thì chúng ta phải biết so sánh đó. Giờ 8 đô là. Bởi vậy chúng ta không thể nào không hiểu phong tục Do Thái mà hiểu Kinh Thánh một cách tường tận được. Chúng ta không bao giờ bóc một câu trong Kinh Thánh ra mà hiểu theo cái văn hóa của người Việt Nam mà không phải chuyển nó qua từ văn hóa Do Thái được. Bởi vậy cho nên, tóm lại, sau khi nghiên cứu điển ngữ Do Thái, văn hóa Do Thái, văn chương Do Thái, chúng ta có thể diễn dịch câu 9 Đức Chúa Giê-xu nói như thế này: cứ lo cho phúc lợi riêng tư một cách bất lương đi, rồi
rồi cuối cùng hết cả đám bất lương của tụi bay sẽ đi xuống âm phủ ở đời đời đó, nghe không? Nếu chúng ta hiểu tường tận thì chúng ta hiểu được cái câu đó như vậy. Nếu chúng ta hiểu rõ ràng như vậy thì chúng ta mới thấy câu 9 có ý nghĩa phù hợp với cả cái bài phúc âm, mà nó không nằm lạc loài, nó không khó hiểu, nó không gây cái cứng cái cho chúng ta khi chúng ta đọc. Nhưng dù sao nếu chúng ta vẫn còn mang về ý nghĩa của câu 9 thì chúng ta vẫn còn toàn bộ còn lại của bài học phúc âm hôm nay soi sáng cho chúng ta. Bởi vì chỉ có một cái câu 9 đó là nó hơi tối nghĩa thôi. Nhưng mà tất cả những câu khác từ câu 11 cho tới câu 13 thì chúng ta thấy như thế này, tôi đọc lại cho anh em rõ. Nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng tiền của bất chính thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người nào khác thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em? Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dễ chủ nọ. Ai không thể vừa làm tôi, anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi tiền của được. Tất cả những câu này đều đi đúng với những cái lời, cái ý mà Đức Chúa Giêsu hằng dạy chúng ta lâu nay. Mặc dù bài phúc âm của chúng ta ngừng ở câu 13, nhưng mà nếu chúng ta đọc trong Kinh Thánh, cái chuyện này nó đi thêm ở câu 14 và câu 15. Và câu 14, câu 15 lại giúp cho chúng ta soi sáng cho chúng ta thêm nữa. Câu 14, câu 15 tôi xin đọc cho anh em như thế này. Đức Giêsu khiển trách người Pha-ri-xêu ham tiền. Người Pha-ri-xêu vốn ham hố tiền bạc, nên nghe các điều ấy thì cười nhạo Đức Giêsu. Nhưng người bảo họ, các ông là những kẻ làm ra bộ công chính trước mặt người đời, nhưng Thiên Chúa thấu hiểu lòng các ông. Bởi vì điều cao trọng đối với người đời lại là điều ghê tởm trước mặt Thiên Chúa. Không còn gì giải thích rõ hơn nữa. Hai câu này càng soi sáng thêm để chúng ta hiểu ý nghĩa đúng của câu 9. Không phải là khen, nhưng mà là cảnh cáo về hậu quả của hành vi vô lương. Lời Chúa Giêsu dạy trong cái bài này rất là rõ ràng. Nghe rất là mạnh, kêu là rất là không có làm cho nó ngọt ngào, tức là không có sugar coat chút nào. Nó đắng, nghe nó đắng, thuốc trị bệnh đắng là ra đắng, chứ không có phải là bọt đường cho chúng ta nghe cho nó dễ chịu. Chúng ta không tránh được, chúng ta không làm cho nó nhẹ nhàng hơn được. Chúng ta không có thể nào mà bày ra lý lẽ để mà giải thích cho cái sự chọn lựa sai lầm của chúng ta được. Trong đời chúng ta có nhiều lúc chúng ta cố giải thích cho những cái hành động nó không được chính đáng lắm của chúng ta. Chúng ta giải thích để mà nói tôi buôn bán như vậy nó có hơi bất chính một chút đó, nhưng mà đều tôi có nhiều tiền hơn để mà tôi dâng cho Chúa, tôi có nhiều tiền hơn để mà tôi đi giúp bà con, tôi có nhiều tiền hơn để mà tôi dâng cho nhà thờ sửa sang lại. Chúng ta tự biện bạch, chỉ đó là đúng, chúng ta tự biện bạch cho mình với người khác và cho mình với chính mình. Và chúng ta cẩn thận, chúng ta biện bạch hoài á, rồi chính mình cũng tin cái lời biện bạch giả dối của mình nữa. Bởi vì mình nghe hoài rồi mình cũng tin thôi. Tức là mình cũng bị tẩy não, chính mình tẩy não mình. Nhưng mà chúng ta có tẩy não được Đức Chúa Trời hay không?
không bao giờ hả. Thành ra cái điều mà chúng ta vui, chúng ta mừng là Đức Chúa Trời luôn luôn biết cái gì ở trong đáy lòng của chúng ta. Chúng ta có thể nói rằng làm môn đồ, làm tông đồ, làm đồ đệ của Đức Chúa Giêsu thời Đức Chúa Giêsu rất là dễ dàng, đơn sơ. Chỉ có đi với Chúa và hết lòng muốn học hỏi lời Chúa, nghe lời Chúa và làm theo Chúa. Nhưng mà đối với chúng ta bây giờ, trong thời đại này, có nhiều sự kêu là chia trí, chia lòng, chia của, chia thì giờ của chúng ta. Thì cái chuyện mà chúng ta theo Chúa, làm theo lời Chúa, hành động theo lời Chúa dạy rất là khó khăn. Có một cặp vợ chồng bạn của tôi lấy nhau rất là hạnh phúc trong vòng khoảng 15 năm thì ông bà mới định có con, thì bà có bầu. Trước đây thì trong 15 năm hai vợ chồng thấy mà muốn đi chơi đâu là cứ xách nhau đi thôi, không cần biết tới ai hết. Bây giờ bà sanh đứa con ra thì trong vòng tháng đầu bà viết thơ cho tôi, bà nói không ngờ một cái đứa bé 8 pound này nó lại thay đổi hết cả cuộc đời chúng tôi như vậy. Có tí xíu vậy thôi mà nó thay đổi hết cả cái cuộc diện của cuộc đời của hai ông bà này. Nó thay đổi cái gì? Nó thay đổi tất cả những gì mà mình sắp đặt lâu nay, bởi vì mình yêu thương nó. Nó thay đổi cả các cái ưu tiên, cái hệ thống ưu tiên của mình. Cái gì hồi xưa là ưu tiên, bây giờ là xuống hạng bét hết. Chỉ có anh chàng bé xíu này, 8 bao này là ưu tiên thôi. Khi mà tôi nghe cái đó thì tôi mường tượng tới cái gì chúng ta yêu thích, chúng ta quý trọng, cũng như là cái lời hứa của chúng ta theo Chúa. Một khi chúng ta theo Chúa thì cái đời của chúng ta nó cũng đổi như vậy, nó cũng thay cuộc diện như vậy, ưu tiên của chúng ta nó cũng đảo lộn như vậy, là vì chúng ta yêu mến Chúa. Chúng ta quý trọng Chúa, chúng ta quý trọng lời của Chúa và chúng ta muốn làm theo Ngài. Kêu là cái việc đi làm môn đồ của Chúa.